Kính thưa quý vị, nhắc đến những căn bệnh nguy hiểm trong mùa mưa thì không thể không nhắc đến bệnh sốt rét. Trong chương trình Nắng và Mưa hôm nay, xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Dạ, xin được chào bác sĩ. Xin chào Thu Thảo. Dạ, thưa bác sĩ, là căn bệnh sốt rét sẽ có những biểu hiện như thế nào ạ? Bệnh nó có ba triệu chứng và đi theo thứ tự đầu tiên là rét, tức là rét lạnh đúng cầm cầm cầm. Còn thời gian sau là sốt đùng đùng đổ và cuối cùng là đổ mồ hôi. Thì với căn bệnh này sẽ có những diễn biến nguy hiểm như thế nào và có dễ lây lan hay không ạ? Nó lây nhiễm nhưng nó không thể nào mà lây trực tiếp bằng hung hít hay là đâm chém hay là vết chảy máu, mà nó phải nhờ một cái con mũi, mũi Anopheles. Và đặc điểm cái bệnh này nó lây, nó có hai cái đỉnh lây vào mùa mưa, nhưng mà nó không phải lây lúc mưa nhiều mà nó lây vào cuối mùa mưa và đầu, bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa là hai cái đỉnh dịch. Bệnh sốt rét nếu mà cấp tính, biến chứng có hai cái biến chứng ghê gớm nhất, chúng tôi gọi là sốt rét ác tính hay còn gọi là sốt rét thể não, tức là tấn công lên não, bệnh nhân co giật không mê, có thể tử vong. Cái hai là sốt rét tiểu huyết sắc tố, biến chứng đó là sốt rét nó biến chứng trên thận, thận tiểu ra máu đỏ đen luôn, hư luôn thận, suy thận cấp, có thể tử vong. Và thứ ba nữa là sốt rét thể gan mật, là có thể suy gan và tử vong. Có thể nhờ bác sĩ gợi ý những phương pháp để chúng ta phòng tránh bệnh sốt rét không ạ? Chúng ta phải tăng cường diệt mũi, không có lăng quăng, không có mũi không bị đốt. Và chúng ta phải nằm mùng liên tục để tránh mũi đốt, là cách đó là cách phòng ngừa hiệu quả nhất. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, là với căn bệnh sốt rét chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh bằng việc là vệ sinh sạch sẽ môi trường sống và nằm màn để tránh bị muỗi đốt. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng của Nắng và Mưa ngày mai trên kênh VTV9.